Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Tiếp nối series về dòng IdeaPad của Lenovo thì mình đã quay trở lại với mẫu laptop siêu mới Lenovo IdeaPad Gaming phiên bản 2022 với thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình mạnh mẽ trong phân khúc giá với bộ đôi AMD Ryzen 7 6800H và RTX 3050 Ti. Và giờ hãy cùng mình bắt đầu video để khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Với chiếc laptop mình đang có ở đây thì IdeaPad Gaming 2022 là một phiên bản được nâng cấp toàn diện, đặc biệt là về thiết kế. Nhìn qua chúng ta có thể thấy chiếc máy này sở hữu thiết kế với nhiều đường nét được thừa hưởng từ dòng sản phẩm cao cấp hơn của Lenovo là Legion 5. Vẫn là khung máy với những đường cắt vuông vức, góc cạnh đầy mạnh mẽ. Thay đổi lớn nhất là việc Lenovo chuyển phần hệ thống cổng kết nối và khe thoát gió màu xanh nổi bật ra phía sau, một thiết kế cực kỳ đặc trưng của dòng Legion 5. Và với xu hướng laptop gaming mỏng nhẹ, Lenovo đã rất hợp lý khi sử dụng nhựa là chất liệu chính cho IdeaPad Gaming 3, đem đến một cân nặng cực kỳ lý tưởng 2,5 kg với một chiếc laptop có kích thước màn hình lớn 16 inch. Thêm vào đó thì bản lề hoàn thiện cực kỳ chắc chắn và các bạn có thể gập mở máy bằng một tay, hạn chế tối đa tình trạng rung lắc trong quá trình sử dụng. Bên cạnh thiết kế thì hiệu năng của IdeaPad Gaming 3 phiên bản năm nay có nhiều cải tiến mạnh mẽ với CPU AMD Ryzen 7 6800H. Ngoài ra còn được trang bị RAM DDR5 mới nhất với dung lượng là 16GB và vẫn còn khe để nâng cấp. Và ngoài ra là ổ cứng SSD với 1TB. Theo mình thấy thì đây là một cấu hình mạnh nhất trong dòng IdeaPad và với thông số trên sẽ đảm bảo cho chiếc máy của các bạn tối ưu khi xử lý đa nhiệm và đáp ứng tốt hơn các tác vụ như render, chỉnh sửa hình ảnh hay chơi game giải trí, đặc biệt là với những tựa game FPS. Và để gia tăng thêm sức mạnh cho máy thì đó chính là RTX 3050 Ti đem đến hiệu năng ổn định trong quá trình trải nghiệm những tựa game FPS như CSGO hoặc các tựa game MOBA như Dota 2. Bên cạnh cấu hình thì hệ thống tản nhiệt cũng rất được người dùng quan tâm. Và so với các phiên bản cũ thì IdeaPad 3 đã có nhiều nâng cấp mới. Đầu tiên là việc tăng số lượng khe gió tản nhiệt và thiết kế tản nhiệt thông thoáng hơn với 4 khe tản nhiệt được bố trí xung quanh đáy máy, giúp tăng 20% khả năng thoát gió, cải thiện 10% khả năng lấy gió với việc bổ sung thêm airflow từ bàn phím. Và ngoài ra, theo công bố của hãng thì hệ thống tản nhiệt của phiên bản năm nay sẽ giúp cải thiện hơn 15% hiệu suất thoát nhiệt cho máy. Và điều này cho thấy tản nhiệt của IdeaPad Gaming 3 phiên bản năm nay sẽ là một trong những tản nhiệt xuất sắc và hiệu suất đứng đầu trong phân khúc giá phổ thông. Và Lenovo IdeaPad Gaming 3 thì được trang bị màn hình với kích thước lớn 16 inch, màn 2K tỷ lệ 1610 cùng tần số quét ấn tượng 165Hz, giúp các bạn sẽ có thêm lợi thế khi chuyển những tựa game bắn súng FPS với tốc độ khung hình luôn được duy trì ổn định, giảm thiểu tình trạng bị giật hay là xé hình. Nhưng đó chưa phải là tất cả, các bạn sẽ có một chiếc màn hình được bao bởi cạnh viền mỏng tấm nền IPS. Theo thông số của nhà sản xuất, độ sáng của màn hình lên tới 500 nits và độ bao phủ màu lên tới 100% sRGB. Và chiếc màn hình này thì quá là lý tưởng để các bạn có thể thoải mái xử lý các tác vụ đồ họa trên chiếc màn hình này. Và ngay bên dưới là phần bàn phím. Bàn phím năm nay thì được thiết kế với bố cục hợp lý, layout phím full size, có bàn phím số phụ và rất là thuận tiện cho những ai làm công việc nhập liệu. Và các phím thì có hành trình phím sâu, độ nảy tốt, giúp các bạn thao tác nhấn phím chắc chắn và chính xác hơn và có thể thoải mái chơi game. Bên cạnh đó là phần top bar rộng rãi, cảm giác vuốt mượt mà dễ chịu. Và IdeaPad 3 thì được trang bị thêm webcam HD 720p tiêu chuẩn, thuận tiện cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Và như mình đã nói ở trên thì phiên bản năm nay, hệ thống cổng kết nối của IdeaPad 3 hầu hết được đặt ra phía sau máy, bao gồm hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo, cực kỳ thuận tiện cho việc DJ hay kết nối với các thiết bị ngoại vi. Tổng kết lại, nếu bạn đang mong muốn sở hữu một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, màn hình siêu đẹp cùng combo mạnh mẽ trong tầm giá thì đừng bỏ qua phiên bản 2022 của IdeaPad 3 Gaming nhé. Và cuối cùng thì link sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở dưới phần mô tả để bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.